Luật giao thông đường thủy nội địa quy định người điều khiển phương tiện phải có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện điều khiển. Tuy nhiên hiện nay tại Thanh Hóa có khoảng hơn 60% người điều khiển đò ngang, tàu thuyền vẫn chưa có bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Hơn 30 năm điều khiển phương tiện thủy nội địa trên tuyến sông Mã, sông Đèn, đến nay ông Nguyễn Văn Ninh ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung vẫn chưa có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa theo quy định. Tương tự, anh Trần Văn Mạnh ở phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, điều khiển phương tiện thuyền nội địa có công suất 120 CV đã nhiều năm, xong đến nay cũng chưa có bằng chứng chỉ người lái phương tiện thủy nội địa. Mỗi lần ra năm định học thì rất khó khăn. Nên là cũng cũng có, cũng có một số ít thôi. chứ không có nhiều, ví dụ 10 thuyền thì có được một vài thuyền vài ba thuyền thôi. Còn 7, 6, 70% vẫn chưa có chứng chỉ, vẫn chưa có bằng. Hiện nay, Thanh Hóa đang có 24 tuyến sông được công bố đưa vào khai thác vận tải thủy nội địa với chiều dài gần 700 km. Trên các tuyến sông này đang có hơn 1.600 phương tiện thủy nội địa hoạt động, nhưng mới có khoảng 500 người điều khiển có bằng chứng chỉ, chứng nhận thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, đủ khả năng làm việc, xử lý các vấn đề về an toàn trên phương tiện thủy nội địa theo quy định. Còn lại, hơn 1.000 người chưa có bằng chứng chỉ nhưng vẫn tham gia điều khiển phương tiện. Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân chính của tình trạng trên là do trên địa bàn tỉnh hiện chưa có cơ sở đào tạo cấp bằng chứng chỉ chuyên môn người điều khiển phương tiện thủy nội địa. Do đó, để cấp bằng chứng chỉ chuyên môn theo quy định, những người có nhu cầu phải ra các tỉnh Nam Định, Ninh Bình để học đăng ký. Điều kiện nó khó khăn. Thứ nhất là đi đi lại lại. Thứ hai là mất ăn mất làm. nghĩ những mấy ngày trời mà ra đó không phải là một lần mà ba bốn lần lần đầu thì ra đó để lấy số báo danh lần thứ hai thì ra đó thi thực tập thi thử lần thứ ba rồi mới thi thật để nếu mà đậu được thì là tốt mà không thì là phải lần nữa mình mong ở tỉnh mình có thể là mở lớp học để cho dân thuyền chúng tôi được học và học bằng lái Bên cạnh đó, đa phần những người điều khiển phương tiện thủy nội địa có trình độ văn hóa thấp nên việc học và thi để được cấp bằng chứng chỉ chuyên môn cũng gặp không ít khó khăn. Trước thực trạng trên, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Đường Thủy Việt Nam xem xét có cơ chế đặc thù để tạo điều kiện cho những người dân có trình độ văn hóa thấp được tham gia các khóa học đào tạo cấp bằng chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến nay thì những khó khăn vướng mắc nêu trên vẫn chưa được tháo gỡ.